Quốc Anh chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video lần này, Quốc Anh chia sẻ về chủ đề khi bạn phụng sự cho mọi chúng sinh và tích cực cho đi, vũ trụ đang đền đáp bạn. Chúng ta phụng sự và cho đi bằng trí tuệ của mình. Trí tuệ như mặt trời bên trong của chúng ta. Nó cung cấp ánh sáng và sự ấm áp cho cuộc sống và hoàn cảnh của chúng ta. Nó chiếu sáng con đường của chúng ta và chiếu sáng thực tế của chúng ta. Những tia sáng mặt trời bên trong của trí tuệ cũng có thể tiếp cận những người khác. Cũng giống như cách mặt trời hiện diện ngay cả trong những ngày nhiều mây. Mặt trời trí tuệ bên trong của chúng ta vẫn tồn tại. Ngay cả khi chúng ta không thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được, đôi khi hoàn cảnh hoặc trạng thái cảm xúc của chúng ta khiến trí tuệ bị che khuất sau lớp mây che phủ. Nhưng chúng ta có thể tin tưởng rằng nó vẫn như cũ và có sẵn cho chúng ta. Khi chúng ta thiền định, chúng ta tạo điều kiện để ánh sáng của trí tuệ tỏa sáng. Trí tuệ là vương miện của sự giác ngộ. Khi chúng ta trở nên khôn ngoan, chắc chắn chúng ta cũng trở nên chứng ngộ. Chúng ta nhìn thấy mọi thứ rõ ràng như chúng vốn có. Có sức mạnh trong sự khôn ngoan, loại sức mạnh có thể chiếu sáng toàn bộ thế giới. Nó là một sức mạnh mà chúng ta có thể trao dồi. Khi chúng ta bao quanh mình bằng những tia sáng của trí tuệ, chúng ta không chỉ trở thành người nhận mà còn trở thành người giữ ánh sáng của nó. Khi chúng ta cho phép sự khôn ngoan chiếu vào mình, chúng ta trở thành những người có thể mang ánh sáng của trí tuệ đến cho người khác. Mọi linh hồn đều có sức mạnh, trí thông minh, trí tuệ và kiến thức. Mọi linh hồn đều có thể phát triển sức mạnh, trí thông minh, trí tuệ và kiến thức ngày càng xa hơn. Để phát triển trí tuệ linh hồn, chỉ có một bí mật quan trọng trong một câu: phụng sự nhân loại và tất cả linh hồn. Khi bạn phụng sự một chút, bạn có được một chút trí tuệ và sức mạnh linh hồn. Khi bạn phụng sự nhiều hơn, bạn có thêm trí thông minh và sức mạnh linh hồn. Khi bạn phụng sự vô điều kiện, bạn có được trí thông minh và sức mạnh linh hồn không giới hạn. Phụng sự vô điều kiện cho nhân loại và tất cả các linh hồn là gì? Đó là loại bỏ tất cả những ích kỷ, bản ngã, chấp trước và những tư duy và cảm xúc tiêu cực của bạn. Toàn bộ trái tim và linh hồn của bạn dành để tạo ra tình yêu, hòa bình và sự hài hòa cho người khác, nhân loại và tất cả các linh hồn. Khi bạn đang phụng sự, vũ trụ đang quan sát bạn. Khi bạn đang phụng sự, vũ trụ đang sạc cho bạn ánh sáng, chất lỏng và các chất dinh dưỡng của vũ trụ để tăng cường năng lượng, sức chịu đựng, sức sống và khả năng miễn dịch của bạn. Khi bạn đang phụng sự, vũ trụ đang chữa lành cơ thể vật chất, tình cảm, tinh thần và tâm linh của bạn. Khi bạn đang phụng sự, vũ trụ đang ngăn ngừa bệnh tật trong tất cả các cơ thể của bạn. Khi bạn đang phụng sự, vũ trụ đang trẻ hóa và kéo dài tuổi thọ của bạn. Khi bạn đang phụng sự, vũ trụ đang biến đổi mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn, bao gồm cả các mối quan hệ và tài chính của bạn. Khi bạn đang phụng sự, vũ trụ đang thanh lọc tâm hồn, trái tim, tâm trí và cơ thể của bạn. Khi bạn đang phụng sự, vũ trụ đang gia tăng trí thông minh, trí tuệ và kiến thức cho tâm hồn bạn. Khi bạn đang phụng sự, vũ trụ đang chuyển giao sức mạnh linh hồn và khả năng để ban phước và phục vụ. Khi bạn đang phụng sự, vũ trụ đang nâng đỡ tâm hồn bạn, nâng cao vị thế tâm hồn của bạn là đạt tới sự giác ngộ tâm hồn. Khi bạn bắt đầu sống trong ánh sáng, bạn bước ra khỏi niềm tin trước đây của mình, không còn dễ dàng bị ảo tưởng đánh lừa nữa. Bạn sẽ không chỉ nhìn thấy bản chất thực sự của thực tế, bạn sẽ bắt đầu sống với kiến thức rằng
vũ trụ luôn sẵn sàng đồng sáng tạo với bạn. Bạn sẽ biết điều này trong chính bản thân mình và bên trong kết nối này. Bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy vẻ đẹp, ý nghĩa và khuôn mẫu xung quanh mình. Trong mọi hoạt động của cuộc sống, bạn sẽ vui vẻ và hài hòa hơn. Bạn sẽ thu hút những người và tài nguyên bạn cần. Và cơ hội cho những hành động sâu sắc hơn sẽ bắt đầu đến với bạn. Cùng với những thách thức mới đầy cảm hứng, thúc giục bạn đạt đến những cấp độ thành tích cao hơn nữa. Hãy sống trong thiền định ánh sáng. Ngồi thoải mái với bàn chân của bạn trên sàn và giữ cho cột sống thẳng. Bắt đầu bằng cách hít thở sâu và chậm, nhắm mắt lại. Bây giờ, trong sự yên tĩnh của hơi thở của bạn, hãy bắt đầu cảm thấy rằng trong trung tâm tâm trí của bạn có một hồ nước phẳng lặng và yên tĩnh. Nó là một hồ ánh sáng ở trung tâm tâm thức của bạn. Thanh thản, bình yên, khoan thai. Khi bạn hít vào, ánh sáng phát triển. Khi bạn thở ra, ánh sáng sẽ co lại. Khi bạn hít vào, hãy tưởng tượng ánh sáng mở rộng và sáng hơn. Khi bạn thở ra, hãy thấy ánh sáng di chuyển khắp tâm trí, hệ thống não của bạn, chiếu sáng nó và toàn bộ con người bạn. Làm điều này một vài lần, trải nghiệm đầy đủ mọi cảm giác đi kèm với điều này. Và bây giờ, cơ thể của bạn đang tràn ngập ánh sáng. Hãy nói trong trái tim bạn: tôi là một sinh vật của ánh sáng. Tôi yêu ánh sáng. Tôi phụng sự ánh sáng. Tôi được ánh sáng chiếu sáng, duy trì và hỗ trợ. Và đáp lại, tôi ủng hộ và duy trì ánh sáng. Ánh sáng là tình yêu, và tôi là cùng một bản thể. Trong biển ánh sáng vĩ đại này là bạn. Đó là tình yêu. Bạn trải nghiệm bản chất thiết yếu của mình. Bình tĩnh, thanh thản, tập trung, được chiếu sáng. Ánh sáng này được duy trì bởi vũ trụ. Nó luôn luôn là như vậy. Mặc dù trước thời điểm này, bạn có thể không cảm nhận được sức mạnh hiện tại của nó. Ở lại lâu hơn một chút ở trung tâm của con người bạn, nơi tràn ngập ánh sáng, kết nối với mọi thứ. Và khi bạn mở mắt, hãy thật thư giãn và quay trở lại ngày mới. Thông qua chủ đề của video lần này, cô Cảnh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Khánh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Khánh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Khánh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.